Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hàn Quốc và ký kết chương trình trao đổi văn hóa giữa hai bộ về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vào năm 2022. Việt Nam và Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa du lịch như lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam-Hàn Quốc, những ngày Hàn Quốc tại Việt Nam, tuần lễ văn hóa du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, tuần phim Hàn Quốc tại Việt Nam. Hai bên chú trọng hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa, phối hợp nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể, khai quật và nghiên cứu về các di sản văn hóa biển. Về nội dung ký kết, hai bên thống nhất kế hoạch triển khai nhiều chương trình hoạt động giao lưu văn hóa như lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, lễ hội đèn lồng Hàn Quốc Việt Nam và các sự kiện văn hóa khác của Hàn Quốc tại các tỉnh thành phố của Việt Nam nhằm xúc tiến quảng bá du lịch. Tối qua 16 tháng 12 tại Hà Nội, Giàn nhạc giao hưởng Việt Nam và Ban điều hành Công nữ Anio đã công bố ra mắt buổi công diễn vở opera Công nữ Anio nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023. Buổi công diễn sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội với mục đích là thúc đẩy mối quan hệ giao lưu và hữu nghị Việt-Nhật, phát triển nền văn hóa âm nhạc của hai quốc gia. Nội dung và chủ đề của vở opera này lấy mô típ dựa trên câu chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa, công nữ Anio và Hội An, Việt Nam và Araki Sotaro, một thương nhân Nagasaki, Nhật Bản vào thời mậu dịch châu Ấn Thuyền ở đầu thế kỷ 17. Từ thời xa xưa thì Việt Nam và Nhật Bản đã tồn tại mối quan hệ vô cùng tốt đẹp trên phương diện là hai đối tác bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Thông qua việc đưa câu chuyện lịch sử có thật vào vở opera này, tác phẩm được kỳ vọng như một biểu tượng cầu nối giúp mối quan hệ hai quốc gia ngày càng trở nên sâu sắc hơn trong tương lai. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề Việt Bắc, Thủ đô Gió Ngàn. Chuyên đề Việt Bắc, Thủ đô Gió Ngàn với gần 200 tài liệu hiện vật hình ảnh tiêu biểu được trưng bày theo biên niên kết hợp trưng bày sưu tập hiện vật. Ngoài mở đầu và phần kết, trưng bày gồm 3 phần. Phần 1, Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Hà Nội cùng cả nước kháng chiến. Phần 2, Việt Bắc, Thủ đô Gió Ngàn. Phần 3, Quyết chiến, quyết thắng. Thông qua trưng bày, góp phần khẳng định và làm sâu sắc thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử của ngày toàn quốc kháng chiến và chiến khu Việt Bắc, thủ đô Gió Ngàn, khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đóng góp của các tầng lớp nhân dân với cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, đồng thời giúp công chúng ôn lại những năm tháng kháng chiến anh dũng, vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.